Bà Bón Phở xin chào cả nhà thân thương. Bà Bón Phở đang ở đây, đó là trường dạy nấu ăn Shika. Đây là trường dạy rất là nhiều món ăn mà đặc biệt là chuyên để kinh doanh. Và trong đó có món phở. Và bà Bón Phở hợp tác với trường để dạy món phở cả nhà. Đây, hôm nay bà Bón Phở tới đây chưa phải là dạy. Hôm nay nhà trường kết hợp cùng với lại tổ chức Hoa hậu Miss Jam. Các bạn còn nhớ Hoa hậu Luma không? Đi cùng phám phá hang động với bà Bón Phở. Thì hôm nay chúng tôi lại có một cuộc hội ngộ để đưa phở đến cho bà con. Đây là một cái sự kết hợp giữa tổ chức Miss Jam và trường dạy nấu ăn Shika. Như chúng ta biết, phở thì phải nấu trước một ngày. Hôm nay thì bà Bón Phở chỉ nấu sẵn mọi thứ, để nhất là hầm xương, để ngày mai mới có một cái nồi nước lèo phở bò thơm ngon chuẩn. Đây, bây giờ thì bà Bón Phở mời các bạn chúng ta cùng đi nấu phở cùng với bà Bón Phở nha. Đây, mọi thứ đã sẵn sàng rồi, xương và thịt. Thực ra thịt còn bên kia, hai miếng to đùng bên kia nữa. Và đây, nồi hầm, nồi trụng. Xôi rồi, chuẩn bị bắt đầu thôi. Đây là nồi trụng, và đây là nồi hầm. Bắt đầu thôi. Bên đây còn hai miếng thịt nữa. Đấy, nạm và gầu, có một cái miếng gầu giòn rất là ngon nha. 200 tô phở lận mà. Đây, vớt bọt cho nó sạch, để khi mà mình vớt xương ra mình không mất công rửa lại, tại lười biếng. Rửa lại nó cực. Vớt từ bên này qua bên kia luôn. Bà Bón Phở đang ở đây, đó là trường dạy nấu ăn Shika. Thì trong nấu dạy nấu nhiều món, thì trong đó có món phở. Món phở thì bà Bón Phở phụ trách dạy nấu phở ở đây nha cả nhà. Dạy nấu phở kinh doanh chuyên nghiệp. Rồi bây giờ thì xương đã được trụng sạch sẽ. Bây giờ chúng ta vớt xương qua để hầm xương, hay còn gọi là ninh nước lèo. Quên, ninh nước dùng, còn là hầm nước lèo. Hai từ hai vùng miền khác nhau ha. Đó. Nhiều người cũng có thắc mắc hỏi bà Bón Phở rằng là chúng ta nên dùng nồi ga hay nồi điện. Thì bà Bón Phở sẽ trả lời là nồi bếp than củi. Nói chứ nồi ga hay nồi điện đều dùng được, nhưng mà dùng nồi ga nó nóng lắm nên dùng nồi điện nha cả nhà. Còn nói là nấu phở mà ngon nhất cái gì thì bà Bón Phở chọn là bếp than củi. Mỗi một cái loại bếp á, nấu như bếp ga, bếp điện á, và nó khác nhau. Trong điện nó lại có nhiều loại nữa. Thì dĩ nhiên tất cả những cái bí quyết đó, kinh nghiệm đó, bà Bón Phở đều có chia sẻ trong khi mà dạy nấu phở ở đây cả nhà ha. Chúng ta có thể chia làm nhiều mẻ trụng, chứ không nhất định là phải một lần trụng đâu. Mỗi một cái loại bếp khác nhau thì có cái kỹ thuật nấu khác nhau, bếp ga nấu khác, bếp điện nấu khác. Rồi trong cái điện đó lại có nhiều loại nữa. Bà Bón Phở, dĩ nhiên là bà Bón Phở sẽ có đầy đủ các cả các chia sẻ khi mà mở cái khóa dạy này nè. Bà Bón Phở không giấu bất cứ một cái gì. Không mở khóa dạy nấu phở kinh doanh thì thôi, mà một khi đã mở thì Bà Bón Phở dạy toàn tâm toàn ý. Thực ra những cái kinh nghiệm, những cái bí quyết đó nó có giá trị tiền tỷ luôn cả nhà. Nhưng mà học viên sẽ trả một học phí rất là tương đối thôi, nó không là gì hết. Cho nên Bà Bón Phở nói là khi mà Bà Bón Phở dạy cái khóa dạy nấu phở online, Bà Bón Phở gọi là hữu duyên. Còn ở đây trường dạy nấu ăn Shika thì có cả cái khu nội trú luôn. Bạn ở đây, cái chị chủ trường đó, Bà Bón Phở quen biết, rất là tốt bụng, vừa có tâm vừa có tầm. Cho nên Bà Bón Phở mới hợp tác với chị là coi như là có cả ký túc xá cho học viên được có ở lại rồi luôn. Chung là chúng ta có nhu cầu học trực tiếp như thế này á, thì hãy liên hệ trường dạy nấu ăn Shika ở số 20 Nguyễn Duy Dương cả nhà nha. Cứ thế thôi, mẻ thứ hai rồi mẻ thứ ba liên tục. Vậy là xong cái phần xương. Cái phần xương này nó hơi nặng một xíu, cho nên là nam làm nó phù hợp hơn nữ. Vậy chứ quán Bà Bón Phở ngày xưa nữ làm hết á. Đây, bây giờ tới phiên trụng mấy miếng thịt. Mấy miếng thịt đây. Đó, trụng thịt rồi. Nặng lắm hả? Và bây giờ chúng ta vớt cái thịt ra.
cái miếng thịt nó hơi to, nó hơi nặng đây. Mình đảo mình cắt phân nửa. Cố lên. Cái này sợ lên không nổi cái ghê chứ. Con phở, con phở. Xuống kêu thằng lên đây. Không, 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 không sao, để bọn phở làm cho. Bọn phở biết cách làm. Việt Nam ham to. Phở phở thích miếng thịt to như vậy. Cậu phải không có thích cắt nhỏ. Để quay phim cho nó đẹp. Bây giờ lấy lên nó hơi nặng do thiếu cái xiên. Miếng thịt đẹp ghê chưa? Ôi nhìn miếng thịt mà đói bụng luôn cả nhà ơi. Ôi quá xá đã luôn. Và đây một miếng thịt nạm to đùng nữa. Phở phở khoái to vậy đó. Nổi không? Đây. Miếng thịt nạm. Bây giờ tới tiếp cục chỗ nạm. Nó sôi lên lại mới vớt ra. Tí má ơi, nhìn miếng thịt trời ơi. Mê ly chưa? Trời ơi, thịt bò ăn phở cũng thịt vàng ươm chứ mỡ. Ngon quá à. Đây là mới vừa trụng thôi nha cả nhà. Thịt chưa có chín à. Chứ không phải là thịt chín đâu, thịt này trụng sạch sẽ để chuẩn bị luộc thôi. Ngon quá. Thì mai bà con sẽ được ăn những cái tô phở thơm ngon. Mà ngộ lắm, cái trường Sika này không làm từ thiện thì thôi, mà làm á là cho đồ ăn mà nó ngon mà có thể những tiệm lớn còn chưa chắc có luôn á. Chị Nga làm vậy đó, miếng vè, miếng gầu đồ ngon ghê chưa. Wow, đã quá à. Đó. Mê ly quá. Chắc phải một người. Rồi, miếng thịt to đùng luôn. Wow. Quá xá đã. Ồ, có cái ghim này rồi, ngon lành ha. Rồi, vớt ra dễ dàng đúng không? Wow. Đó, bởi vậy bọn phở mới thích miếng thịt to. Không có để miếng thịt nhỏ là vậy đó. Cắt ra nó vụn mới thích. Đẹp vậy đó. Đó. Tiếp tục miếng tục miếng thịt còn lại. Miếng này là nhỏ xíu à ha. Nhỏ nhất luôn ha. Một miếng thịt ngon mê ly, hai miếng thịt ngon mê ly. À ghim hả em? Rồi ghim đi cho chị coi với. Đó, cho chị quay với. Đó, ghim vô. Lấy ra nó nhẹ nhàng. Đó. Bữa nay chủ nhật đó cả nhà. Cho nên là đây, bây giờ thì gặp đúng cao thủ rồi. Quá ư là nhẹ nhàng em ha. Wow, quá nhẹ nhàng, quá dễ. Biết vậy hả, mua luôn miếng thịt to gấp 3 lần để cho thử sức. Wow, miếng gầu đã quá, nhìn là thấy thèm luôn á. Mê ly thiệt luôn. Ai ăn phở không? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ luộc thịt, trụng thịt xong rồi ha. Bây giờ luộc thịt. Luộc từng miếng thôi cả nhà nha. Không cần phải luộc nhiều đâu. Ôi mỡ vàng ươm nhìn mê ly quá à. Trong những miếng thịt chín ăn dụng quá. Bọn phở thích nhất á là lúc mà nấu phở cái nó vừa chín tới cái miếng thịt á. Khách thường ít thích cái thịt còn dai dai, mà bọn phở thích lúc nó còn dai dai. Trời ơi nó thơm mà nó béo, nó ngon lắm luôn á. Ăn ngon. Chút nữa bọn phở ăn thử cho cả nhà cảm nhận được cái hương vị bọn phở vừa nói nha. Đây cả nhà ơi, bây giờ trong đây là bọn phở đang luộc hai miếng thịt, miếng thịt này chín rồi. À, còn một miếng gầu bên dưới, thôi vớt miếng này ra trước đi. Vớt ra ha. Một miếng thịt thì chúng ta luộc nó cũng tùy vô thịt, thường nó khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. Ai ăn phở bò không? Đây, trong đây có hai miếng thịt trong đây rồi, một miếng nạm và một miếng gầu. Bây giờ thì chúng ta sẽ vớt ra ha. Thịt chín rồi, vớt ra thôi. Có phương pháp thì người thường cũng làm được việc phi thường ha. Rất là dễ dàng, cho dù miếng thịt to cỡ nào cũng vớt ra được hết trơn á. Đó, không có chấp nhận là móc, không có chấp nhận là một miếng thịt nhỏ cắt ra đâu, không có đẹp, không có thích.
nó vụn thịt hết đó, thơm ơi là thơm luôn. Còn một miếng nữa em ha, đây còn một miếng nữa em, mình cũng vớt ra luôn đi để mình bỏ miếng thịt này vô á, nó ở trên nên mình dễ nó vớt ra đó. Miếng thịt gầu đó, ui giòn giòn, thấy nó đã thấy giòn giụm rồi. Wow wow, Melly wow, Melly ông bà la. Ủa, thơm quá. Giờ thực sự là thèm phở luôn á. Quá thèm. Bây giờ thì chúng ta cùng luộc miếng thịt nạm còn lại. Trời to dữ vậy hả? Nổi không? Dạ. Yeah. Thả luôn, thả. Nhìn mỡ này có ai sợ không? Đó, những người sành ăn phở là đều phải thích mỡ nữa. Đôi lúc chúng ta sợ mỡ nó cũng không có đúng đâu. Đây, những người càng kiêng mỡ thì lại hả? Có người đó, ôi tôi kiêng mỡ quá trời mà sao tôi bị mỡ trong máu. Ngon thơm lắm cả nhà ơi, bỏ phở thèm thật sự. Ước gì bây giờ có cái tô phở để mà ăn ha. Thèm lắm cả nhà ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ miếng thịt hồi nãy còn lại. Hồi nãy đó là miếng thịt đó, nó chưa chín, để lên trên để cho nó dễ. Đó. Ôi tủy vàng. Mê ly chưa cả nhà? Ôi ôi, ai ăn chén tủy không? Những người sành ăn đây là sẽ mê cái chén tủy lắm. Ồ, và đây là hả? Thành quả của vất vả. Chỉ có những người đứng nấu phở mà chịu khó mới lóc ra mới có ăn như thế này thôi. Mê quá. Ngày mai bà bóng phở sẽ được ăn. Ở đây mà ai đứng đây nấu phở sẽ đang rất thơm. Thích ăn như thế nè. Nó còn dai dai nha. Nó chưa có chín. Rồi xong chấm miếng chiên ớt ăn. Đã. Thêm miếng nữa. Bị bắt gặp sao điện thoại kia rồi. Sau gần một tiếng đồng hồ rồi, bây giờ thì vào bóng phở kiểm tra xem miếng thịt gầu thì chín chưa. Wow, hai miếng thịt mê ly quá. Miếng gầu thông thường thì một miếng thịt to như vậy á, chúng ta luộc á, tùy vô loại thịt mà thường là 1.5 tiếng đến 2 tiếng rưỡi, tùy vào cái thịt nó của con bò già hay trẻ, và cũng tùy thuộc một phần là cái lượng nhiệt chúng ta đun sôi nó như thế nào nữa, cũng như là phụ thuộc vào cái thiết bị nồi này nọ ha. Bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi xem luôn đó con. Trời, đó đây là cái bằng chứng mà cho chúng ta thấy rằng á là bà ông phở nãy nói đó, tùy vô cái miếng thịt như thế nào á, còn phải lấy cái kia đỡ kia. Đó, trời ơi, cái miếng này luộc sau đúng không mà lại là chín trước luôn á đó. Bởi vậy nó tùy đó. Nặng không đó, tùy vào cái miếng thịt là vậy đó, tùy vào cái con bò nó bao nhiêu tuổi đó. Chứ cái em này là bỏ vô sau, còn cái em này bỏ vô trước đó, mà em này là chín trước mất tiêu, chín sau mất tiêu chứ. Em to chín trước đó. Tất cả mềm thơm quá. Ok. Miếng gầu giòn, nhìn là thấy nó giòn rụm và thơm béo ngậy luôn này. Ôi nhìn mê quá. Rồi đây là miếng thịt thứ ba, bây giờ chúng ta sẽ ngâm vô nước rồi cất tủ lạnh để ngày mai sẵn sàng để bán. Rồi sau khi ngâm thịt thì ráp lại để tủ lạnh để ngày mai sẵn sàng để mà cắt thịt. Thịt
qua một đêm qua tủ lạnh rồi cái nó cứng hơn. Chúng ta cắt miếng thịt nó dễ hơn và nó đẹp cái miếng thịt hơn. Rồi xong, bây giờ cho vào ngăn mát thôi, đi thôi. Cái tủ nó bự lắm, nó đi vô cũng được mà. Rồi, bây giờ sẽ đưa thịt vào tủ lạnh. Lầu mấy cân? Tầng trệt. Tầng trệt luôn hả? À, đây. Học viên đi học thì cũng học thang máy như vậy. Và có chỗ ở luôn, trú trở lại luôn. Điều kiện rất là tốt. À, tới rồi, tủ mở ra đây. Đây cái kho lạnh, một bên lạnh một bên đông ha, mát thôi nha, không phải để đông đâu nha cưng. À, bên trái là kho. Xong việc rồi, như vậy là bò bón phở làm từ 12 giờ cho tới bây giờ thì mới xong phần thịt thôi, nước lèo vẫn có chưa có ok, ngày mai mới xong. À, cô cảm ơn em tên gì vậy? Dạ tên Thành. Thành hả? À, bạn Thành phụ bò bón phở, với lại hồi sáng có cái chú gì đó cưng? Chú Thảo. Chú Thảo đó, cảm ơn bạn Thành và chú Thảo rất là nhiều. Bây giờ thì bò bón phở xin tạm dừng video này ở đây. À, ngày mai chúng ta sẽ có một cái buổi phát phở cùng với hoa hậu để phục vụ phở cho bà con ở đây ha. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.